Ok, hôm nay thì mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Đây, mẫu mạch mới đây. Có revert ha. Delay repeat echo ha. Ok, đây là phần tầng chỉnh phía trước này ha. Rồi, cái này là biến số xuyến ha. Đây là bên trong main công suất đây. Đây phần rè này ha, ba công suất. Đó là ha, ra lo này ha. Thì đối với cái bo mạch này 8 ohm 400W 4 ohm. Ok chưa? Biến nó xíu. Ok ha. Thì mẫu này biến thế xíu chạy nguồn 32V đôi ha. Đây. Ok chưa? Rồi, phụ kiện kèm theo gồm có là dây bình nè. Có dây lo nè ha. Rồi, dây nguồn nè. Rồi cái remote thôi. Đây. Đây là phần lắp micro không dây. Micro không dây là 8V ha. Ok, đối với bo mạch này vừa chạy bình ắc quy và vừa chạy điện 220 ha. Mình đang đối với cái công suất 200W 8 ohm đến 400W 4 ohm thì mình cho phép chạy 4 tắc đôi, 5 tắc đôi hoặc là 3 tắc đôi. Lô đơn thì mình chạy 4 tắc đơn, 5 tắc đơn. Được chưa? Thì ở đây mình đang test bình nè. Vừa bình và vừa điện song song ha. Đây mình test nhanh test bình ha. Đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái tiếng micro. Các anh em xem. 1 2 4 5 6 7 9. Đây đang có trạng thái là mắc revert. Delay này biết mắc luôn. Ở cô đang đóng. Gặp mình hoài với ở cô này. Alo, 1 2 4 5 6 7 9. Alo, 1 2 4 5 6 7 9. Alo, 1 2 4 5 6 7 9. Alo, 1 2 4. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp nhận là một bài nhạc nhẹ hơn. Còn cái bài tiếng mình vượt các bạn không hơn. Anh là 1, 2, 4, 5.